Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự chiều ngày 7 tháng 2, tức ngày 28 Tết, khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên tiếp nhận một nữ bệnh nhân 38 tuổi ở xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, nhập viện trong tình trạng có thuốc nơ vít cắm vào vùng chẩm sau gáy bên phải, xuyên qua lớp xương sọ, sâu vào não khoảng 1 cm. Bệnh nhân nhanh chóng được làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xác định bệnh nhân có tổn thương, dập não xung quanh vị trí đầu vít, được chỉ định phẫu thuật lấy vỏ thuốc nơ vít. Trong quá trình phẫu thuật, phát hiện thuốc nơ vít làm rách một phần tĩnh mạch não gây chảy máu. Các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, lấy thuốc nơ vít ra và vá lại vị trí màng cứng của não bị rách. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt. Bệnh nhân đã tỉnh táo, nói chuyện, ăn uống bình thường. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu không may bị vật nhọn đâm vào đầu, người nhà không tự ý rút mà nên đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu. Sau đó, tùy tình trạng bệnh nhân sẽ được chuyển lên các bệnh viện chuyên khoa. Các bác sĩ đặc biệt lưu ý, nếu bị vật nhọn hoen dỉ đâm có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng, ép xe, uốn ván nên bệnh nhân cần đến cơ sở y tế kịp thời để các bác sĩ có chuyên môn xử lý.